À vâng, xin chào các bác. Hôm nay để tiếp nối cho chương trình Đồ Tào Lao, em tiếp tục giới thiệu tới các bác một mẫu đầu DVD thuộc phân khúc kệ sách. Nó được mang thẳng về từ Nhật, chưa sử dụng tại Việt Nam. Cái mẫu này có cái tên là Gramolac, em tạm đọc là như vậy. Ngay đầu video em xin nói thế này. Cái con Gramolac này thì em sẽ giành quyền ưu tiên, được phép lựa chọn trước cho một anh khách quen ở khu vực phía Nam. Nếu như anh không lấy thì nó sẽ là một cái cơ hội đến với những người khác. Trước khi đi vào phân tích chi tiết thì em xin mời các bác chúng ta coi một đoạn đĩa DVD do chính cái sản phẩm này nó thể hiện ra. Mà nào, tất cả là cũng là tặng bác hết đấy, tại sao tại tôi lại còn không à? Đang tự dưng tự lạnh như thì bật đèn xanh cho hai lão khỏi nghĩa đấy. Bây giờ hai lão khỏi nghĩa thành công rồi đấy. Ôi trời ơi, tiền các lão ấy nắm trong tay rồi, chị em mình còn lâu mới giật lại được. Từ vậy từ đầu nào mà tôi đồng ý cho lão khởi nghĩa nhỉ? Lão sự này bảo đi xin tài trợ, không biết có xin được tỷ nào, mãi đến giờ đây chưa về. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Dừng, dừng, stop, stop. Tắt máy xuống đây. Ông đi đứng đây. Hôm nay tôi chào các ông buộc rồi. Đi không? Cái gì vậy? Tôi bảo ông đi xin tài trợ, tại sao ông đi từ sáng đến bây giờ mới về là sao? Ôi, đi đường vòng mãi ông về đến đây. Thế chả đi xin tài trợ thì đi đâu? Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua phân đoạn test đầu tiên. Thế thì trên cái mẫu Gramolac siêu nhỏ gọn này, nó có những cái ưu điểm gì? Cái ưu điểm đầu tiên, như các bác nhìn thấy đây, đó là đây là một con đầu DVD có cổng ngõ xuất HDMI. Và đây cũng là cái điểm mà rất nhiều bác mong muốn ở những cái đầu đĩa của mình, là có cái ngõ xuất này, bởi vì ngõ HDMI nó cho chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn đáng kể nếu mà so với cả ngõ bông sen. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai là sản phẩm này nó được tích hợp khe cắm USB và nó chơi tốt các định dạng nhạc như là nhạc MP3. Cái điểm thứ ba hết sức đáng nói ở trên cái sản phẩm này, đó là đây là một cái phiên bản chúng ta gọi là phiên bản quốc tế, sử dụng nguồn AutoVolt. Chúng ta cắm 100V nó cũng chạy, cắm 220 nó cũng chạy bình thường như cân đường hộp sữa. Như vậy là không lo cái vấn đề cắm lộn điện. Cái điểm thứ thứ nữa đó là đây là một cái con DVD kệ sách mà như em đánh giá nó có một cái thiết kế đẹp nhất mà em đã từng có. Nếu như là một bác nào đấy mà thường xuyên theo dõi kênh của em thì sẽ thấy ở trong thời gian vừa qua em bán khá nhiều những cái mẫu đầu DVD thuộc phân khúc DVD kệ sách, nhưng đây có lẽ là một cái mẫu đẹp và thanh lịch vào bậc nhất. Sản phẩm nó có bề rộng chỉ vào tầm khoảng 22,5 cm thôi ạ. Tức là nó hơn một gang tay một xíu. Nhưng nó lại sở hữu một cái thiết kế phải nói là vô cùng thanh lịch và nó đẹp. Mặt trước là sự phối hợp của ba gam màu. Khi mà bật nguồn lên thì chúng ta thấy có đến ba gam màu. Phía nửa bên trên là màu trắng giấy, nửa bên dưới là màu trắng ngà, đó. Kết hợp với hệ thống đèn led màu xanh dương, nó giúp cho sản phẩm này nó có rất nhiều những cái điểm nhấn, và bất cứ là khách hàng nào, kể cả những ông khó tính vào bậc nhất, khi mà nhìn vào cái thiết kế này cũng có đôi phần bị cuốn hút. Và bây giờ thì em sẽ bỏ vào đây một cái đĩa CD trước khi chúng ta tiếp tục phân tích những cái thứ tiếp theo.
Sản phẩm được mua đấu giá ở bên kia về, nó được về thẳng không qua kho bãi Campuchia và chưa sử dụng tại Việt Nam. Hàng mua đấu giá thì đồ đoàn về tương đối là đầy đủ. Đây là remote zin đi theo máy. Em sẽ bỏ đĩa ra và bây giờ em bỏ vào đây một cái đĩa CD để chúng ta kết thúc cái quá trình test. Sẽ có bác hỏi em là cái sản phẩm này nó có chạy được đĩa VCD hay là không. Em khẳng định chạy tốt cả đĩa VCD là dòng đĩa gối giai đoạn đấy ạ. Thương hiệu Gramolux. Vâng, đang loát đĩa. Đã tìm ra đĩa CD. Chúng ta đã trải qua phần đoạn test đĩa. Bây giờ em sẽ chuyển về USB. Chuyển bằng cái nút ngoài cùng bên dưới này. Vâng, đang quá trình loát USB. Các bác có thể thấy là cái USB nó đang nháy. Chúng ta sử dụng hàng phím 4 chiều và nút OK để tìm file để phát. Em sẽ tìm cái bài phút cuối. Em phát một đoạn. Xin phép tắt tiếng. Và như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua tất cả những cái phân đoạn test cần thiết. Ở một con mua đấu giá qua mạng và đời chủ cũ người Nhật, nó cũng mới có sải lướt thôi ạ. Phụ kiện theo về bao gồm cái remote DR remote zin đi theo máy, do vậy không cần bàn đến. Thậm chí là còn đủ cả vỏ hộp. Nó ghi rõ là Gramo model 10HD. VWH. VWH tức là màu white, màu trắng. Nó bảo là sản phẩm bán ra sẽ kèm theo một cái sợi cáp HDMI dài 1,2m. Đây chính là những cái thứ đi theo máy này. Bao gồm remote zin, một cọng dây AV đi theo máy. Và đây chính là cái sợi cáp mà nó có đề cập ở trên vỏ hộp. Sợi cáp HDMI zin đi theo máy và nó dài 1,2m. Sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số cái nó ghi thế nào. Ở đây nó ghi là 100V nhưng kỳ thực ra là cái phiên bản này là phiên bản quốc tế. Một lát nữa anh em chúng ta sẽ đọc ở phía sau.
công suất tiêu thụ là 14W. Sản phẩm có bề rộng là 22,5 cm, chiều cao là 4,2 cm và chiều sâu là 23,4 cm. Thân máy nặng chẵn 1 kg. Và đây là những cái thông số liên quan đến đĩa và USB. Gramolux, em đánh giá đây là một cái thiết kế đẹp và bậc nhất của cái hãng này. Bây giờ thì em sẽ quay phía sau để các bác được nhìn rõ hơn. Điểm sáng của thiết bị này đó là nó có ngõ xuất HDMI và có khe cắm USB. Đây là hai cái điểm mà tất cả những dân chơi đầu đĩa DVD hoặc là đĩa Blu-ray đều mong muốn cái đầu đĩa của mình nó có được ở những cái tính năng như vậy, những cái kết nối như vậy. Như các bác có thể thấy là em đang sử dụng cả kết nối xuất hình theo kiểu bông sen, và đây là đường xuất tiếng ra theo kiểu bông sen. Em đang dẫn vào cái bộ dàn mini phát nãy giờ các bác nghe thấy rồi. Đây là đường xuất quang ra, đó, rất chi là xôm. Đây là đường xuất quang ra này, đường xuất đồng trục ra này, đó. Đây là cổng S xuất ra. Và đây, xin lỗi các bác, đây là đường đồng trục xuất ra này, cái cọc màu đen này. Đây là đường D xuất ra, component xuất ra, cổng S xuất ra, đường video AV out xuất ra. Và cái ngõ danh giá và bậc nhất chính là cái ngõ HDMI này. Em đang kết nối lên cái màn hình kiểm tra nằm ở phía sau. Và đây là những cái nó ghi ở phía sau này. Gramo 10HD VDUPH, điện áp AC từ 100 đến 240V. Như vậy đây là phiên bản quốc tế, nguồn AutoVolt cắm đâu cũng được, không lo cắm lộn điện. Công suất tiêu thụ là 14W, số seri có đuôi 0082. Máy em bao zin tuyệt đối, ruột gan đẹp lộng lẫy như mới, yên tâm nhé. Và em sẽ dành quyền ưu tiên cho bác khách quen ở khu vực phía Nam. Bác cũng có dặn em và gọi điện trực tiếp. Do vậy là cái mẫu này ngày hôm nay nó đáp ứng cái tiêu chí mà bác đề ra, thì em quyết định dành quyền ưu tiên cho bác. Nếu như bác không lấy thì nó sẽ là cơ hội đến với những người khác. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.